Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Hello Cơ. Và ngày hôm nay thì tớ đã không xuất hiện một mình nữa và chúng ta có một khách mời vô cùng đặc biệt. Đó là thầy giáo Văn Cảnh từ trung tâm EZ. Ôi, xin chào các bạn, mình thì hôm nay mình với cả Cơm sẽ cùng với nhau xem reaction với cả MV mới nhất của chị Bích Phương. Đi đu đưa đi. Bọn mình đã phải chờ 4 tiếng đúng không? Để cuối được quyết định chính thức xem cùng nhau. Ừ, đúng rồi. Thôi xem luôn nhá. Ok. Bây giờ đang 12 giờ đêm các bạn. Ờ, chính xác 12 giờ đêm. Nhanh xem anh video này. Chưa được quảng cáo mày ơi. Chờ tí. Chờ tí nào. 3 giây. Ừ. Ok. Hôm nay mình chỉnh cũng cái à MV 4K mày ạ. Xịn vậy. Ờ, cũng là cái teaser của cái MV là lên top 1 trending mà. Ờ. Mấy ngày rồi. Nhưng mà đỡ mạng đỡ. Đúng rồi, đúng rồi. Ờ, sao nhỉ? Thôi chết rồi, không thể xem 4K được với cái mạng nhà mày. Xong rồi các bạn hạ xuống ngay. Hạ xuống ngay, các cậu chào một tí nhá. Hơi lỗi kỹ thuật đẹp. Oh, mày có để ý không? Ở đây này. Có list những bài hát của chị ấy này. Mình yêu nhau đi, Drama Queen, Gửi anh xa nhớ, Bao giờ thì trong buổi hiệu. Có thể cái bác này đóng phim Thưa Mẹ Con Đi không? Kiểu bà cũng cô bà cô hình này, như không phải bà ngoại sao đúng không? Mà là cái hình như cái cô này là cái cô trời chúng ta phải xem tiếp. Ờ tự như chiếc cửa tay mày sắc anh lướt qua trong khoảnh khắc nhưng đủ lâu để anh khiến em nhớ mặt từng con gái đâu yêu bằng mắt. Đây là chị này kiểu lạc ra một vòng cái thế giới kiểu ấy đúng không? Ờ tức là kiểu nó gọi là cái kiểu gì quay disco, disco xong quay ngược thời gian. Về hồi trẻ. Nhưng mà hình ảnh này hợp với cả Bích Phương mà đúng không? Cái kiểu mà tưng tửng đấy. À đúng rồi, cái kiểu này đúng kiểu disco ấy. Kiểu thập niên kiểu 90 à? 70. Tao không biết là con số nào cả. Style khác rồi các bạn. Đấy, đang chọn quần áo. Đang lên đồ. Cái chị kia là ai nhỉ? Cái người này trông quen quen ấy. Hoàng My đúng không nhỉ? Có vẻ là hoa hậu không? Á hậu gì Hoàng My đúng không? Sao trông giống cái chị mà làm MC cái gì mà Ok. Mày đang kiếm. Mình lúc về hết buồn. Câu này chắc là chất. Kiểu con này chắc là viral luôn. Ôi nhạc khá là bắt tay đúng không các cậu? Level up. Đúng rồi, level up. Lên, chị lên trình cho các em ơi. Quảng cáo cho Samsung. Lâu lắm mình không thấy một cái MV mà không phải là của Tiki tài trợ ấy. Còn dạo gần đây MV nào cũng Tiki tài trợ. Là những bài cuối cùng nhà sao Tiki thì cũng Minh Phương. Không nhưng mà outfit này của chị đẹp nhỉ. Em outfit đẹp nhỉ. Không nhưng mà nói chung là Minh Phương kiểu dạo gần đây càng ngày càng đầu tư về hình ảnh quần áo. Đúng rồi. Không biết ai sẽ làm stylist cho MV này. Lê Minh Ngọc á? Lê Minh Ngọc không phải đúng nhỉ? Lê Minh Ngọc mấy MV trước, không biết MV này có làm. Thôi chốc, mình sẽ xem cái after credit. Con gái đâu yêu bằng mắt, sao bỗng nhiên tim lại lắc. Thôi em. Có nhạc hình như em thích, anh thích thật rồi. Vẫn chơi trò, vẫn chơi trò hoàn tục gì. Như mấy clip trước. Đây Samsung cái này là toàn loa quảng cáo cho loa. MV này của Bích Phương hình ảnh sexy. Hết buồn. Đúng là cái câu chốt hạ mày ạ. Lúc đi hết mình, lúc về hết buồn. Ok.
À đâu, hình như đúng là nó quảng cáo cho là một set mấy cái dụng cụ của Samsung luôn ấy. Cả kiểu như là webcam đúng không? Ừ. Cái gì? Bọn mình đu đưa lại gần với em. Đây đoạn trong teaser đúng không? Nhưng mà kiểu anh bây giờ không phát hiện nhiều đúng không? Không phát hiện. Đây Khả năng. À đúng rồi. Bà ngoại trong bà nội à? Hay bà nội. Bà nội trong phim Thưa Mẹ Con Đi. Bộ phim mà tớ đã xem hai lần. Ừ. Ôi nội quẩy trong đa bà ơi. Ôi mẹ ơi. Kiểu vẫn đáng yêu như thế. Này, cảm giác như đúng là phiên bản của Bích Phương về sau nhỉ. Đến tuổi 60, 70 rồi vẫn quẩy cùng các cháu. Đúng rồi. 27 tháng 8 là sao? Không biết. Ôi. Bà rất là enjoy trong khi kiểu nhìn nổi. Trong khi có một giấc mơ của chuyện đẹp. Thiệt trời ơi. Chị cũng mạnh, chị cũng mạnh tay quá. Đây là Bích Phương. Còn bà này thì không phải à? Là gì không? Có một chút băn khoăn. Kiểu không hiểu MV đoạn cuối lắm. Chúng hai bà già gặp nhau mà không hiểu là bà nào là Bích Phương. Okay. Cái này thì chắc là phải để các bạn xem và các bạn comment giải thích với bọn mình. Còn vẫn lăn tăn, mình thử nhìn qua cái đây vẫn là tiên cúc kỳ sáng tác cùng Phạm Thiên Hà. Mình thử xem này. Dennis Đạt biết này. Học cùng trường học với bọn mình, đại học bọn mình. Học đại học ngoại thương. Nhưng bạn đây là phiên bản không lỗi, còn tới lỗi, còn cảnh là siêu lỗi. Thử xem là thử xem đây quần áo của đây này, Kenshi Tô Quốc Sơn, cái tên này bọn mình cũng biết. Trương Thanh Phong, Trần Tài Nhân, nói chung là toàn là cái Việt Nam. Một MV nào à? Đây có tài trợ của Samsung Harman Kardon, chắc là loa thôi ít. Nào cơm thấy sao, một MV như nào, có đu đưa đưa. Nói chung là mình không hiểu vì sao, nhưng mà cơm thấy là đây là một cái MV cũng được đầu tư khá là ổn. Tuy nhiên thì cơm kiểu như là cái teaser nó rất là hay rồi ấy. Nhưng mà cái MV nó lại kiểu như là sao nhở, cơm thích chị Phương đọc rap teaser nhiều hơn, kiểu thích xem teaser nhiều hơn là MV. Kiểu MV nó sẽ không có như là, hoặc là teaser nó ngắn là mình xem cảm giác nó đã hơn ấy, cảm giác cái MV thực sự là kiểu mình mong đợi cái MV nó đã hơn một chút nữa. Cảnh đấy đó. Mình thì thấy MV tất nhiên nó rất là đầu tư các bạn ạ. Trời ơi, hình ảnh mọi thứ concept. Nhưng mà mình chỉ cảm giác là mình chưa hiểu trả lời cái câu cuối. Cái cảnh cuối cùng khi mà hai nhân vật đấy gặp nhau. Thì rồi. Mình cũng chưa hiểu lắm. Mấy con số trong MV mình cũng chưa hiểu lắm là sao, như thế nào. Có lẽ bọn mình không quá follow Bích Phương ấy, nên là không hiểu rõ con số đấy hàm ý gì. Đúng rồi. Còn nói chung là vẫn là một MV hay, đáng xem và mình nghĩ là ngày mai nó vẫn sẽ leo lên top bình thường luôn. Và năm đầu sản phẩm kiểu rất là gây chú ý của chị Bích Phương. Nói chung là vẫn là đỉnh chị ạ. Mình vẫn ủng hộ chị Bích Phương. Chị Bích Phương cùng quê mình. Quảng Ninh. Đúng rồi. Còn đây là Bắc Ninh. Ok. Mình đu theo Quảng Ninh. Mình sẽ đi đưa đi. Ok. Chúng mình sẽ đi ngủ đây. Chào các bạn. Thì các bạn có thể xem MV và có những cảm xúc gì, react kiểu gì, hãy comment và để cho cơm biết nha. Ok, bye bye các bạn. Xin chào các bạn, mang MV tiếp theo. Bye.